Vậy là trận đấu bắt đầu. Trong hiệp 1 thì các cầu thủ U22 Timor Leste trong trang phục quen thuộc màu đỏ đen sẽ bảo vệ cầu môn phía tay trái hướng theo dõi của quý vị và các bạn. Cầu thủ số 11 có kỹ thuật và tốc độ rất khéo. Amada. Cối không vào. Rất đáng tiếc chưa có bàn thắng cho cao thủ Indonesia ở trong pha đối mặt vừa rồi. Lỗi việt vị của cao thủ U22 Timor Leste. Mourinho. Vẫn là Mourinho. Dứt điểm. Một sự nhập cuộc có thể nói là xem được của cao thủ U22 Timor Leste. Rất tự tin. Và dứt điểm đến từ một những cầu thủ giành được tấm huy chương vàng cùng với các cầu thủ U22 Indonesia. Volley. Rất mạnh. Pha bóng rất nguy hiểm đến từ đôi chân của Rafa Rechman. Và đá phạt cực hay của cao thủ U22 Indonesia. Marcelino. Marcelino. Không được. Không vào. Pha dứt điểm cận thành của Ramadan. Trước đó là một pha thoát sướng của số 7 Marcelino. Chưa có bàn thắng cho U22 Indonesia. Marcelino đang là cầu thủ trẻ nhất trong đội hình. Ba cái bóng áo đỏ đang bám đuổi Marcelino. Bóng rơi 4 người và không thể vượt qua. Đây là Mourinho. Vượt qua được Santosa. Đây là cơ hội dành cho cao thủ U22 Timor Leste. Không vào. Và phản công tương đối chất lượng của Timor Leste. Đánh đầu. Rất nhiều những tình huống dứt điểm trúng đích của U22 Timor Leste. Đó là Olaga. Tạt bóng. Đánh đầu. Cuối cùng bàn thắng đã tới với cao thủ U22 Indonesia ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng hiệp 1 này. Màn ăn mừng quen thuộc của ban luyện U22 Indonesia. Pha tạt bóng quá hay của Faisal Rahman. Không thể trụ nổi hết hiệp 1 này. Bàn thắng thứ hai của Ramadan tại kỳ SEA Games năm nay. Hai cầu thủ rời sân đó là số 3 Itham và số 8 Guita Suleiman. Redman. Thôi. Không được. Chưa có bàn thắng thứ hai cho cao thủ Indonesia. Đánh đơ. Coi. Không vào. Một đường chuyền nhẹ hơn thì chắc chắn là 2-0 cho các cầu thủ Indonesia rồi. Rất nhiều sơ hở đã lộ ra. Olaga đã băng về. Ramadan rất khỏe. Vẫn là cao thủ Indonesia. Ramadan cơ hội tuyến này. Rahman. Chân trái. 2-0. Bàn thắng thứ 3 của Faisal Rahman tại SEA Games năm nay. Pha xử lý rất hay của số 14 bên phía U22 Indonesia. Thể lực của Timor Leste đã xuống rất nhiều trong trận đấu này rồi. Có thể thấy là trong những tình huống đua tốc độ thì cao thủ Timor Leste đã đuối và họ không thể ngăn. Tiếp tục là cao thủ Indonesia. Đứng sau rất thoáng. Không vào. May mắn là cao thủ Timor Leste chưa phải nhận bàn thua thứ ba. Có thể sẽ là Marcelino. Bóng rơi con dọc.
cơ hội nguy hiểm nhất của cao thủ Timor Leste kể từ đầu trận đấu. Dứt điểm. Thiếu may mắn với việc tìm kiếm bàn thắng cho Timor Leste cho phó vừa rồi. Khá hay. Rồi, 3-0 rồi. Không vào. Nhưng cuối cùng bàn thắng vẫn được ghi cho cầu thủ Indonesia. Hat-trick. Như vậy là bàn thắng thứ hai của Rickman ở trận đấu này. U22 Timor Leste đã gặp vấn đề rất lớn về nền tảng thể lực và họ đã gần như không thể chịu nổi. Hôm nay thôi thì việc phòng ngự và phá bóng cũng làm điều rất khó khăn với họ. Không vào. Quá ham dứt điểm của James Royer. Thì có rất nhiều những người đồng đội của anh sẵn sàng nhận một cú chuyền ra. Rất có thể tỷ số sẽ không dừng lại ở đây. Thì thời gian sẽ còn khoảng 10 phút nữa tính cả bù giờ. Genevieve, vẫn là Genevieve. Căng ngang, không vào. Đúng ngày tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài chính đã vang lên. Tỷ số chung cuộc là 3-0.